Quân đội Nga chỉ còn 750 mét cuối cùng là sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariinka. Lực lượng Ukraine đã cố thủ ở các khu vực phía tây thành phố và đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Ở hướng Yuzhno-Donetsk, quân đội Nga đã chặn đứng cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Priyotnoy. Trong một nhà kho ở khu vực Kharkov, một nhóm thợ đang làm việc không ngừng nghỉ để sửa chữa những chiếc xe tăng Ukraine bị hư hại do mìn, máy bay không người lái và pháo binh Nga. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mới mà Mỹ dự kiến sẽ gửi tới Ukraine có thể bao gồm một bản sửa đổi vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khoảng 160 trẻ em thiệt mạng mỗi ngày tại Gaza, trong khi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo con số này có thể tăng mạnh. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài được hơn một năm với nhiều hệ lụy nghiêm trọng với bối cảnh an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến sự sẽ sớm chấm dứt bởi cả hai bên tham chiến đều chưa thể giành chiến thắng quân sự nhưng cũng không sẵn sàng nhượng bộ trên bàn đàm phán. Đôi bên tận dụng các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm tác động khiến đối phương bất ngờ. Mới đây, quân đội Nga tuyên bố sắp kiểm soát được hoàn toàn thành phố Mariinka, khiến lực lượng Ukraine sốt sắng cố thủ hòng giữ vững vị trí của mình. Kênh Recep SVR đưa tin, quân đội Nga chỉ còn 750 mét cuối cùng là sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariinka, tỉnh Donetsk, đông nam Ukraine. Lực lượng Ukraine đã cố thủ ở các khu vực phía tây thành phố và đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Phía Ukraine thừa nhận, Nga gần đây đã gây áp lực cực kỳ mạnh mẽ và đang lấn dần về phía trước. Việc Mariinka sắp thất thủ khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trong giai đoạn trước, Nga tấn công rất mạnh với chủ công là đặc nhiệm Chechnya và lính đánh thuê Wagner tinh nhuệ. Có lúc tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay thành phố này, nhưng lực lượng Ukraine đã trụ vững. Tuy nhiên, tình thế hiện giờ đã khác rất nhiều. Kiev tổn thất nặng nề sau chiến dịch phản công mùa hè, trong khi Moscow đã tích lũy được lực lượng đủ lớn và mạnh mẽ để tấn công cùng lúc nhiều mặt trận. Quân đội sứt mẻ của Ukraine cứ vá chỗ này lại thủng chỗ khác, vậy nên việc Nga giành lợi thế là hợp logic. Theo nguồn tin mới đây nhất, ở hướng Yuzhno-Donetsk, quân đội Nga đã chặn đứng cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Priyotnoy. Đặc biệt phải kể đến kế hoạch xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine trong khu công nghiệp phía nam thành phố đã hoàn toàn đại thắng. Thông tin trên được người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm Vostok, ông Oleg Chekhov tuyên bố. Theo ông, các đơn vị của nhóm Vostok với sự hỗ trợ tích cực của pháo binh Nga đã chặn đứng thành công một cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây bắc làng Priyotnoy. Theo ông Chekhov, giao tranh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine. Ông cũng thông tin rằng tại khu vực Orozhener, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực luân chuyển các đơn vị của quân đội Ukraine. Nhiều binh lính và phương tiện của Ukraine đã bị hỏa lực Nga phá hủy. Theo SF, thời tiết xấu đã xảy ra ở nhiều khu vực. Trong khi quân đội Kiev đang cố gắng biện minh cho thất bại của mình trong các trận chiến là do bụi và bùn, thì quân đội Nga vẫn tiếp tục triển khai các cuộc tấn công vào những thành trì kiên cố của Ukraine ở Donbass. Trong vài ngày trở lại đây, lực lượng Nga đã đạt được những thắng lợi mới ở Avdiivka. Họ đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine trong khu công nghiệp ở phía nam thành phố. Nga cũng đã giành quyền kiểm soát các vị trí ở gần trạm Yasinovateya 2. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, các đợt tấn công của Nga ở khu vực này vẫn tiếp tục. Máy bay chiến đấu của Nga cũng giữ thế chủ động ở sườn phía bắc Avdiivka. Trong tuần qua, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát dọc và ngang qua tuyến đường sắt. Giao tranh cũng đã tiến đến vùng ngoại ô Novokalinovo. Tại Avdiivka, lực lượng Nga đã kiểm soát các tòa nhà công nghiệp trong khu vực bãi chứa tro và tiến vào lãnh thổ của nhà máy than cốc, hóa chất. Binh lính Ukraine buộc phải ẩn náu trong tầm hầm của một nhà máy lớn, giống như họ đã làm ở Azovstal. Sau nhiều tháng tấn công đẫm máu xung quanh Bakhmut, quân đội Ukraine đã mất thế chủ động ở khu vực này và cuối cùng phải chuyển sang thế phòng thủ. Quân đội Nga tiếp tục tấn công Klitschivka và đang tiến về phía bắc. Các trận chiến giành thành trì chính ở phía tây bắc ngôi làng vẫn đang tiếp diễn. Andriivka lại tiến vào vùng xám. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng Zaporizhia. Quân đội Nga đẩy lùi các cuộc tấn công và phản công của Ukraine. Ở bờ đông sông Donetsk, giao tranh tiếp diễn tại đầu cầu Ukraine ở Kurumki. Phần trung tâm của ngôi làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Trong một nhà kho ở khu vực Kharkov, một nhóm thợ đang làm việc không ngừng nghỉ để sửa chữa những chiếc xe tăng Ukraine bị hư hại do mìn, máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Đây là kết quả của những lần tập kích gần đây, cùng với việc khó khăn trong kêu gọi viện trợ khiến Ukraine lâm vào tình thế bấp bênh. Oleksandr Fedorenko, 30 tuổi, phó chỉ huy lữ đoàn xe tăng số 4 cho biết,
Những nguyên nhân phổ biến nhất khiến các phương tiện được đưa đến đây là do chúng đi qua mìn của đối phương hoặc bị pháo kích. Một vấn đề khác là Lancet, máy bay không người lái cảm tử của Nga mà các binh sĩ Ukraine thừa nhận là mối đe dọa trên chiến trường trong năm nay. Ông Fedorenko nói, chúng tôi nhận được những phương tiện bị Lancet hoặc rocket bắn trúng, nó xảy ra thường xuyên. Trung bình có từ 5 đến 10 xe được đưa vào đây mỗi tháng. Trong suốt cuộc xung đột, đã có hàng trăm video trực tuyến cho thấy xe tăng Nga và Ukraine bị trúng đạn pháo, máy bay không người lái hoặc bị vô hiệu hóa bởi mìn. Cả hai bên đều mất đi một lượng lớn khí tài. Mặc dù con số chính xác được giữ bí mật, nhưng Ukraine được cho là đã bắt đầu cuộc xung đột với ít xe tăng hơn so với Nga. Fedorenko nói, chúng tôi không có thời gian để thư giãn. Chúng tôi hiểu rất rõ lực lượng của đối thủ vượt xa chúng tôi. Lầu Năm Góc ngày 20 tháng 11 đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm đạn pháo phòng không, một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS và thiết bị chống thời tiết lạnh. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mới mà Mỹ dự kiến sẽ gửi tới Ukraine có thể bao gồm một bản sửa đổi vượt qua làn danh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, gói viện trợ mới bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và đạn dược bổ sung, tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng to cũng như tên lửa chống tăng Javelin và AT-4. Gói viện trợ sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng cần thiết để tự vệ ngay bây giờ và ngăn chặn lực lượng Nga trong tương lai. Theo đó, các vũ khí do Mỹ sản xuất có thể bắn bằng HIMARS được sửa đổi để phóng tầm xa, có khả năng bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, GLSDB và tên lửa tầm xa dành cho hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS. Vào năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Washington sẽ vượt qua làn danh đỏ và trở thành bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Theo đó, trong năm nay, Mỹ đã gửi bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB và tên lửa tầm xa dành cho hệ thống tác chiến lục quân ATACMS cho Ukraine. Vào tháng 1, ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi GLSDB cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng loại vũ khí này có khả năng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga là cực kỳ nguy hiểm và sẽ đưa cuộc xung đột sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Tới tháng 9, Mỹ đồng ý cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân cho Ukraine. Tổng thống Putin nói rằng những vũ khí như vậy gây ra mối đe dọa bổ sung cho Nga, nhưng nhấn mạnh hệ thống tên lửa tác chiến lục quân không thể thay đổi hoàn toàn tình hình trên tiền tuyến và các lực lượng Nga sẽ đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine bằng hệ thống này. Biến thể hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS mà Mỹ gửi cho Ukraine có tầm bắn hạn chế chỉ 165 km, mặc dù một số phiên bản khác có tầm bắn lên tới 300 km. Mới đây, nội các Israel đã thông qua thỏa thuận tạm ngừng bắn với Hamas và trao đổi con tin bị giam giữ ở dải Gaza. Chính phủ Israel cho biết, theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 50 con tin trong 4 ngày. Israel cũng nhấn mạnh rằng cứ 10 con tin được trả tự do, nước này sẽ kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 1 ngày. Hiện chưa rõ thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Theo Israel, Hamas đang giữ khoảng 240 con tin kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Thủ tướng Netanyahu thừa nhận nội các phải đối mặt với một quyết định khó khăn, nhưng việc ủng hộ ngừng bắn là điều đúng đắn. Ông Netanyahu cho biết, trong thời gian xung đột tạm lắng, các nỗ lực tình báo sẽ được duy trì, tạo điều kiện để quân đội chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Nhà lãnh đạo Israel nêu rõ, trận chiến sẽ kéo dài cho đến khi Gaza không còn đe dọa Israel. Đối với Israel, việc tạm dừng xung đột có thể có lợi từ góc độ quân sự. Bộ máy chiến tranh của Israel đã hoạt động tối đa công suất trong 6 tuần trên không và 3 tuần trên bộ ở dải Gaza. Kể từ sau các cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10, Israel tiến hành không kích liên tiếp vào Gaza. Ban đầu, nhiều nhà phân tích tin rằng việc Israel không kích dữ dội là nhằm mục đích chứng minh cho người dân nước này thấy rằng lực lượng vũ trang hành động và việc ném bom sẽ giảm bớt khi lực lượng trên bộ tiến vào. Nhưng ngay cả một quốc gia tự hào về năng lực chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh cũng cần phải duy trì, dự trữ vũ khí và đạn dược đáng kể. Trên một số diễn đàn trực tuyến chuyên ngành có thông tin rằng, lực lượng không quân Israel sau khi sử dụng hơn 2.500 đạn tấn công trực tiếp kết hợp tại Gaza, chỉ còn số lượng bom thông minh dự trữ sử dụng cho 10 ngày. Nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Và trên thực tế, mỗi quân đội đều quy định lượng đạn dược phải dự trữ cho trường hợp khẩn cấp. Con số chính xác là bí mật. Các lực lượng Israel cũng hoan nghênh việc tạm dừng giao tranh để đánh giá chiến thuật dựa trên hiệu quả đối phó với đồng minh của Hamas. Như nhiều nhà phân tích đã cảnh báo, mặc dù Israel đã triển khai chó nghiệp vụ, robot, radar và nhiều công nghệ khác, nhưng các đường hầm của Hamas chỉ bị phá hủy
khi binh lính Israel tiến vào trong. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm. Riêng vào tuần trước, 4 lính biệt kích đã thiệt mạng do một thiết bị nổ tự chế sau khi mở nắp đường hầm. Các lực lượng Israel cũng cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động huấn luyện trên các mô hình mô phỏng thành phố Gaza. Một số mô hình được tạo ra dựa trên các cuộc xâm nhập vào Gaza năm 2009 và 2014, do đó đã trở nên lỗi thời. Israel cũng cần phân tích lý do rất nhiều xe tăng Merkava không còn khả năng hoạt động. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu, thiếu nước sạch và vệ sinh xuống cấp tại Gaza, cùng với các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhu cầu di cư hàng loạt đang tạo ra một thảm kịch. Cụ thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khoảng 160 trẻ em thiệt mạng mỗi ngày tại Gaza, trong khi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo con số này có thể tăng mạnh. Người phát ngôn của UNICEF, ông James Ender cho biết, nếu trẻ em tiếp cận với nước sạch và vệ sinh tại Gaza tiếp tục bị hạn chế, chúng ta sẽ chứng kiến thảm kịch khó tránh khỏi, biểu hiện qua số trẻ em tử vong. Theo ông Ender, nhu cầu tối thiểu hàng ngày trong tình huống khẩn cấp là 15 lít nước mỗi người để uống, vệ sinh và nấu ăn. Tuy nhiên, ở nhiều nơi tại Gaza, mỗi người chỉ có 3 lít nước mỗi ngày và trong vài ngày tới sẽ không còn nước cho bất kỳ ai. Ông cảnh báo, đây sẽ là điều kiện thuận lợi khiến dịch bệnh lây lan. Quan chức UNICEF cũng nhấn mạnh cần cho phép vận chuyển khẩn cấp nhiên liệu vào Gaza, bên cạnh các nhu yếu phẩm khác, để vận hành máy bơm nước, các trạm khử mặn nước biển và hệ thống xử lý rác thải. Sau nhiều tuần không cho phép nhiên liệu vào Gaza, các bên đã đạt một thỏa thuận cho phép 70.000 lít nhiên liệu một ngày được vận chuyển. Nhưng Liên Hợp Quốc cho biết mỗi ngày cần tới 200.000 lít nhiên liệu cho các hoạt động nhân đạo. Theo Liên Hợp Quốc, ước tính hơn 1,7 triệu người trong số 2,4 triệu dân ở Gaza sẽ phải sơ tán bên trong dải đất hẹp này, trong đó gần 1/2 là trẻ em. Gần 900 người sơ tán đang ở trong những trại tị nạn đông đúc của chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine. Trung bình 700 người dùng chung một nhà tắm và 150 người dùng chung một nhà vệ sinh trong các khu tị nạn như vậy. Theo WHO, tuần trước chỉ có 10 trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động, trong khi tình hình nhân đạo đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến ngày 20 tháng 11, không còn bệnh viện nào ở Bắc Gaza hoạt động. WHO cho biết, bệnh viện lớn nhất Gaza là Al-Shifa hiện đã trở thành vùng chết. Theo số liệu cập nhật của Palestine, số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột này đã vượt 14.000 người, trong đó có 5.840 trẻ em và 3.920 phụ nữ. Ngoài ra, hơn 33.000 người bị thương. Số người mất tích đã vượt 6.800 người, trong đó có 4.500 trẻ em và phụ nữ. Theo số liệu của Israel, khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và khoảng 240 người đang bị Hamas bắt làm con tin. Ngày 21 tháng 11, nhà chức trách thị trấn Grindavik, Iceland đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này vì hoạt động của núi lửa, đồng thời sơ tán toàn bộ 3.400 người dân tới nơi an toàn. Một video quay cảnh một số đoạn đường tại thị trấn Grindavik, Iceland bị nứt, khói nóng bốc lên ngùn ngụt do núi lửa hoạt động mạnh và có nguy cơ phun trào. Grindavik là thị trấn nằm trên bán đảo Reykjanes, là nơi có hệ thống núi lửa thường xuyên hoạt động. Nơi đây hiện có 3.400 dân nằm trên bán đảo Reykjanes, cách thủ đô Reykjanes, Iceland khoảng 50 km về phía tây nam. Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy rất nhiều con đường tại thị trấn này đã bị hư hại nặng vì động đất do hoạt động của núi lửa tạo ra. Nhiều tuyến đường bị nứt toác, khói bốc lên nghi ngút. Một số người dân địa phương nói rằng họ có thể cảm nhận được sức nóng dưới mặt đất từ cách đây vài ngày. Cơ quan khí tượng Iceland cho biết có từ 1.500 đến 1.800 trận động đất được ghi nhận mỗi ngày tại khu vực Reykjanes trong thời gian gần đây. Một vụ phun trào núi lửa được dự báo sẽ sớm xảy ra, nhưng họ không thể xác định được thời gian chính xác. Kể từ năm 2021, hệ thống núi lửa tại bán đảo Reykjanes đã phun trào tổng cộng 3 lần. Tuy nhiên, các vụ phun trào này đều xảy ra ở các khu vực hẻo lánh và không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Thưa quý vị, những thông tin về núi lửa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tạp chí Việt Times trong buổi tối ngày hôm nay. Chuyển sang các thông tin quốc tế khác, mới đây nhà chức trách Slovakia xác nhận một cửa khẩu biên giới giữa nước này và Ukraine đã bị phong tỏa. Theo đó, sĩ quan biên phòng Miloslav Toka của Slovakia cho biết, các tài xế xe tải đã chặn lối đi duy nhất giữa hai nước dành cho xe hạng nặng và chỉ cho phép một số lượng hạn chế xe tải Ukraine đi qua. Các tài xế xe tải Slovakia đã bày tỏ quan điểm ủng hộ yêu sách của các đồng nghiệp ở Ba Lan về việc cần giới hạn số lượng xe tải Ukraine đi vào Liên minh châu Âu EU. Hồi tuần trước, họ đã tổ chức cuộc phong tỏa ngắn mang tính biểu tượng để thể hiện quan điểm này. Tuy nhiên, các tài xế xe tải Slovakia tuyên bố sẽ chờ đàm phán trước khi thực hiện những bước tiếp theo. Cơ quan hải quan Ukraine xác nhận rằng
những người không rõ danh tính đã chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa mà không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Theo cơ quan này, Ukraine chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía Slovakia. Hiệp hội các hãng vận tải đường bộ một số quốc gia Trung Âu vừa yêu cầu Ủy ban châu Âu EC chấm dứt miễn trừ đối với các hãng vận tải Ukraine khi xe tải Ukraine đi vào EU. Trước đây, các tài xế xe tải Ukraine cần có giấy phép để vào EU. Tuy nhiên, nghĩa vụ đó đã được hủy bỏ sau khi xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo các nhà vận tải Trung Âu, điều này gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các hãng vận tải đường bộ thuộc các quốc gia thành viên EU. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch các hiệp hội vận tải đường bộ của Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Litva đã kêu gọi EC và Bộ Giao thông các quốc gia thành viên EU chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về vận tải xe tải, hoặc cần phải thay đổi đáng kể thỏa thuận nói trên. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times, cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số, sẽ giúp quý vị khán giả tiếp cận các nội dung đa chiều hơn, hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.